nhìn theo Tôn Nhật Ngữ rời đi, Đường Vũ Lân cười khổ rồi nói: "Các người, hey, hiệu quả thật là tốt không phải sao? Thời gian ngắn hoàn thành nhanh." Diệp Tinh Lan lúc này thản nhiên nói. Đường Vũ Lân lại nói: "Nhưng Vũ lão sư cũng không có để ý tới chúng ta thủ tay, hiển nhiên là còn chưa đủ, dù sao chúng ta nhiều người như vậy, cũng không phải đơn độc chiến thắng hắn." "Không đủ thì tiếp tục." Ở trong mắt của Cổ Nguyệt lúc này ánh sáng lấp lánh, lẩm bẩm: "Chúng ta ở đây gây sự, chấp pháp đội phụ trách của Truyện Linh Tháp hẳn cũng sẽ tới rất nhanh. Thực lực của chấp pháp đội này không cũng là nằm ở khoảng trên dưới tứ hoàn, đều là cơ giáp, thông thường sẽ tuần tra theo một tổ ba người." Đường Vũ Lân sợ hãi rồi nói: "Ngươi ngay cả người nhà cũng tính kế à?" Cổ Nguyệt hai tay ở sau lưng hơi hất đầu, để tóc đen lay động: "Còn chưa đánh tới với cơ giáp bao giờ đây?" Đường Vũ Lân khóe miệng co giật một thoáng, hắn có một chút hối hận đi cùng với đám đồng đội này rồi, hu hu. Người nào dám ở thiên đấu Truyện Linh Tháp gây sự vậy? Ở trong lúc đang nói chuyện, một âm thanh điện tử vang lên, nhìn sang cách đó không xa, ba bóng đen to lớn cũng đã gào thét mà tới. Hai vàng một tím, ba đài cơ giáp. Cổ Nguyệt phán đoán một điểm sai sót cũng đều không có, chính là ba đài cơ giáp tạo thành một chấp pháp tiểu đội. Có điều thì nàng lại không nói sẽ là có cơ giáp màu tím. Cơ giáp phi hành ở trước nhất độ cao khoảng 8m, toàn thân có đường nét phi thường tinh tế, thân hình cũng không nhìn thấy hồn đạo pháo được trang bị, cõng ở sau lưng một đôi đại kiếm. Nói như vậy, cơ giáp chia làm 5 loại lớn, cũng giống như hồn đạo hồn sư, cũng dựa theo màu sắc để phân chia ra mạnh yếu. Hồn đạo cơ giáp màu trắng, cơ giáp cơ sở, dùng để dạy học bình thường, có thể được điều khiển để thực hiện ra những động tác đơn giản, cài đặt năng lực cơ bản, dùng để chiến đấu ở trong thời gian ngắn, không cách nào hòa hồng lực lượng vào để điều khiển, không cách nào cùng với hồn linh phối hợp, đơn thuần là điều khiển thủ công, thường được các thành thị cơ sở dùng để canh gác thành trì, dùng để duy trì trật tự công cộng, người bình thường cũng có thể điều khiển. Hồn đạo cơ giáp màu vàng, cơ giáp trung cấp, dùng trong quân đội phổ thông đều là tầng thứ này, có thể điều khiển vận dụng nhiều tính năng hơn, lắp đặt năng lượng phổ thông có thể thu được năng lượng hoặc là hồn lực song năng lượng cùng với khởi động, có thể cùng với hồn linh đơn giản phối hợp, thần túy điều khiển thủ công. Hồn đạo cơ giáp màu tím, cơ giáp cao cấp, cũng trở thành cơ giáp chuyên môn, thiết kế cơ giáp, đỉnh chế tạo cơ giáp, tư nhân cơ giáp, căn cứ đặc tính võ hồn của từng người mà chế tạo ra riêng, có thể điều khiển tốt hơn, càng thêm phù hợp với tự thân võ hồn, bình thường đều làm cơ giáp chuyên môn, cùng với hồn linh phối hợp vô cùng ăn ý, điều khiển thủ công. Hồn đạo cơ giáp màu đen, cơ giáp siêu cấp, đặc thù vật liệu, đặc thù thiết kế, đặc thù chế tác, hồn linh dưới trình độ nhất định hòa vào, giống như một phần của thân thể. Mỗi một đài siêu cấp cơ giáp đều chỉ có thể có một chủ nhân, mất đi chủ nhân, siêu cấp cơ giáp sẽ không cách nào bị bất luận người nào khác sử dụng. Muốn điều khiển siêu cấp cơ giáp, cần chỉ ít là tu vi tứ hoàn trở lên, tinh thần lực lượng đạt từ linh hải cảnh trở lên, đã đến trình độ nhất định có thể dựa vào tinh thần lực lượng phụ trợ điều khiển cơ giáp, thực hiện được các kỹ xảo có độ khó cao hơn. Hồn đạo cơ giáp màu đỏ, cơ giáp thần cấp, nhất định phải tự tay chế tạo ra mới có khả năng hoàn thành, cần vật liệu cao cấp, đoán tạo rất là cao cấp nhất, cầm lấy tinh huyết cùng với võ hồn bản thân hoàn toàn hòa vào trong đó, hình thành quan hệ sinh mệnh tương giao, chân chính là một phần của sinh mệnh, thần cấp cơ giáp chân chính, thậm chí sẽ xuất hiện ra tình huống đặc biệt hồn linh cùng với cơ giáp hòa vào làm một thể. Bình thường quân đội chính thức sử dụng đều là hồn đạo cơ giáp màu vàng đến màu tím, cơ giáp xe nhất định sẽ thuộc về cá nhân bởi vì chi phí quá mức đắt đỏ, trừ phi như Truyện Linh Tháp tháp loại tổ chức này đặc biệt có tiền của này ra, không ai sẽ đem loại cơ giáp đắt đỏ như vậy cho nhân viên sử dụng. Cơ giáp màu tím được thiết kế hoàn toàn là dựa theo năng lực của bán thần hồn sư, có thể tăng cường sức chiến đấu cùng với năng lực sinh tồn của hồn sư lên nhất nhiều. Lớn nhân nói, vị hồn sư lái cơ giáp màu tím có tư vi là tứ hoàn, như vậy hắn dựa vào cơ giáp sẽ chính thức có sức mạnh chiến đấu ngũ hoàn hồn vương, mà sức phòng ngự còn vượt xa ngũ hoàn hồn vương nữa. Cho nên thời điểm nhìn thấy ba cái đài cơ giáp này xuất hiện, Đường Vũ Lân cũng không khỏi có một chút đổi sắc mặt. Ba đài cơ giáp rơi xuống mặt đất, cơ giáp trưởng cống giả nhìn thấy mấy tên thiếu niên thiếu nữ trước mặt này cũng không khỏi có một chút sững sờ. Lúc trước bọn họ là thông qua quản chế mà cảm nhận được bên này có gợn sóng hồn lực. Dựa theo quy củ của Truyện Linh Tháp, ở phạm vi phụ cận Truyện Linh Tháp khoảng 1000m, không được vận dụng hồn lực cũng bất kỳ loại hồn đạo khí nào. Vì nãy đó bọn họ mới xuất hiện ra ở đây, lại không nghĩ rằng xuất hiện ở trước mắt lại là mấy đứa trẻ. Mấy tên tiểu tử các ngươi là có chuyện gì xảy ra vậy? Là ai vọng động hồn lực, người phát động ra cảnh báo? Ở bên trong cơ giáp màu tím truyền đến âm thanh răn dạy.
là hắn. Diệp Thanh Lan lúc này đột nhiên giơ tay lên chỉ về Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ở trên bắp thịt lúc này cứng đờ. Đây là đang chơi xỏ ta hay sao? Diệp Thanh Lan cười tủm tỉm nhìn hắn, ý kia giống như là đang nói, ngươi là đội trưởng, không xỏ người thì xỏ ai? Tên kia, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, những người khác đi thông báo cho sư trưởng của các ngươi đến bảo lãnh cho ngươi. Có cơ giáp sư màu tím duỗi ra bàn tay máu lớn, đi về phía của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, đẩy vàng lời rồi nói, xin lỗi chấp pháp giả thúc thúc, con sai rồi, có thể đừng bắt con đi hay không, sau này con không dám nữa. Lần này thì đến phiên Diệp Tinh Lan cười ngất, cái tên này, chấp pháp giả hừ lạnh một tiếng rồi nói, chuyện linh tháp uy nghiêm, không được mạo phạm, quy củ là quy củ, đi theo ta đi. Người yên tâm, chỉ cần người đem được sự tình nói ra, chờ trưởng bối của người đến bảo lãnh, cũng sẽ không phải chịu quá nhiều chỉ trích. Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ tội lỗi rồi nói, không phải quá nhiều là bao nhiêu. Chấp pháp giả hơi không kiên nhẫn nói, nhiều lắm là phạt ít tiền. Phạt tiền? Đường Vũ Lân âm thầm lúc này nhất thời cao lên mấy phần, lúc này trở mặt. Đòi tiền thì không có, đòi mạng thì có một cái, tiền chính là mạng của ta, có bản lĩnh thì người tới bắt ta đi. Vừa nói hắn xoay người liền bỏ chạy. Ô, chấp pháp giả ở bên trong cơ giáp màu tím cũng có một chút sửng sốt. Hai từ mới lớn như vậy, nhìn thấy cơ giáp vốn lên là lòng tràn đầy kính nể. Nói gì nghe lấy mới đúng cơ chứ. Tình huống thế này là thế nào? Sao ta cứ thấy có gì đó sai sai thì phải? Nhưng đây là chức trách nhiệm của hắn, cũng không thể nào để cho Đường Vũ Lân cứ bỏ chạy như vậy được. Sau lưng cơ giáp ánh sáng lóe lên, trực tiếp tiến hướng về phía của Đường Vũ Lân chụp tới. Một bàn tay lớn duỗi ra chụp vào Đường Vũ Lân. Hắn truy đuổi Đường Vũ Lân như thế này, liền phạm vào một sai lầm, chính là tách ra cùng hai gã đồng đội khác của mình. Căn bản cũng không cần mở miệng, chỉ là một ánh mắt, vài tên thiếu niên kia cũng đã hiểu ý nhau. Diệp Tinh Lan ở trong nháy mắt phát động, thân thể mềm mại bắn lên trên, nhanh như chớp giật, lao thẳng tới cơ giáp màu vàng. Cô Nguyệt hai tay ở trên không trung vòng một vòng, một đoàn hỏa cầu thật lớn liền bay thẳng đến một đài cơ giáp màu vàng khác. Tạ Giả lại nhân cơ hội này lặng yên biến mất ở trong không khí, không còn thấy tăm hơi. Hứa Tiểu Ngôn giơ cao băng trượng ở trong tay lên, một thanh băng màu nhanh chóng ngừng tụ lại, bọn họ phát động ra cực kỳ nhanh mà đột ngột. Ở bên trong cờ giáp màu vàng, chấp pháp giả vẫn còn đang nhìn theo hướng của đài cờ giáp màu tím đang truy đuổi Đường Vũ Lân. Công kích cũng đã đến, nhanh nhất chính là Diệp Tinh Lan, ở trên tinh thần kiếm hào quang rực rỡ, tinh thần kiếm nhân kiếm hợp nhất, đệ nhất hồn ký nhắm thẳng đến buồng lái. Luận về hồn lực, Diệp Tinh Lan là một trong những người mạnh nhất ở bên trong tiểu đội, đã tiếp cận tứ hoàn tu vi, lăng tồn tại toàn bộ lỗ lực và tốc độ, còn ở bên trên mẫn cầu hệ hồn sư, tạ giải. Luận về sức chiến đấu cá nhân, coi như là Nhạc Chính Vũ ở dưới tình huống 1-1 e rằng cũng không phải là đối thủ của nàng. Lần này đột nhiên bạo phát, toàn lực ứng phó, thời điểm cờ giáp sư màu vàng kịp thời phản ứng lại, nàng cũng đã đến trước mặt. Thức cờ giáp có thể làm cũng chỉ là giơ tay phải lên, dùng thiết giáp để chặn lại công kích của nàng. Keng một tiếng, ánh sáng chói mắt lấp lóe, giống như có một ngôi sao lổ tung, cánh tay phải của cờ giáp nhất thời bốc lên trên một đám lửa lớn, hồn lực cường hãn thổi đóng, cứ như vậy mà phá hoại vị trí tay phải của cờ giáp. Vội vàng sang, thân thể của Diệp Tinh Lan dựa thế phóng lên trên trời, cả người hóa thành một viên kim tinh ở trên không trung, đệ tam hồn hoàn tỏa sáng. Đây là hồn kỹ mạnh nhất hiện tại của nàng có thể triển khai. Kiếm ý khủng bố mang theo khí tức cực kỳ sắc bén. Thời điểm khi mà hồn lực của nàng bạo phát, chuyện linh tháp cách đó không xa nhất thời vang lên một hồi chuông cảnh báo. Một bên khác, hỏa cầu của Cổ Nguyệt cũng đã đến nơi. Đài cờ giáp màu vàng này phản ứng hơi nhanh hơn một chút, cánh tay phải chặn ở trước người, một mặt quảng thuẫn sáng lên đã chặn đứng được hỏa cầu. Hỏa cầu lổ vàng, vầng sáng bay tán loạn từ phía, nhìn sang Cổ Nguyệt dường như đang làm ảnh thuật vậy. Hỏa cầu phong đao băng trùy, bao lại nguyên tố công kích bình thường nhất che dập lại bầu trời, bao trùm hoàn toàn đài cơ giáp. Thân hình của đài cơ giáp màu vàng rùn xuống, lấy quang thuẫn bảo vệ toàn thân, một cánh tay khác lại xuất hiện ra một khẩu hồn đạo xạ tuyến pháo, đang muốn khóa mục tiêu. Ở chân lấn ở bên trong băng trùy, một thanh băng mâu đột nhiên đâm xuyên tới, vẽ ra ở trên không trung một đường vòng cung, tránh khỏi quang thuẫn chính diện, vừa vặn đâm vào hồn đạo xạ tuyến pháo hắn đang chuẩn bị bạo phát ở trên cánh tay. Băng mâu bị phá nát, nhưng mà hàn ý mãnh liệt lại tỏa ra, nhất thời đông cứng cánh tay của hắn. Một đạo nhân ảnh không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt sau ở trên cổ của đài cơ giáp này, chỉ thủ nhẹ nhàng đâm vào khe hở của một nối, đường như là dùng dao mổ một con bò, nhanh như tia chớp xẹt qua.
Cơ giáp tuy rằng có quang thuẫn phòng hộ, nhưng mà đài cơ giáp màu vàng này chủ yếu tập trung tinh thần ở chính diện, cũng chưa kịp mở lồng phòng hộ toàn thân, bởi vì như vậy sẽ tiêu hao năng lực rất lớn. Ở Sử Lãnh Các học tập lâu như vậy, mọi người đã sớm biết rõ chỗ yếu nhược của cơ giáp. Tà Dài sử dụng quang long chủy trực tiếp đánh gãy chỗ đầu mối cáp điện quan trọng nhất của cơ giáp. Ánh sáng ở trên cơ giáp nhất thời trở nên lờ mờ, một quả cầu lửa oanh đến, trực tiếp oanh kích nó ngã xuống. Mặt sau đột nhiên xuất hiện ra tiếng lổ vang rền, cơ giáp màu tím đang truy kích Đường Vũ Lân cũng sững sờ, vừa chụp vào Đường Vũ Lân, theo bản năng sự chú ý bỗng nhiên chuyển đến phía sau. Đúng vào lúc này, Đường Vũ Lân đang chạy trốn phía trước bỗng nhiên đột nhiên chuyển động, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất và phản công. Hắn dùng hai tay nắm lấy chảo lớn của hồn đạo cơ giáp màu tím đang chụp về phía của mình. Trên người kim quang lấp lánh, một vầng ánh sáng màu vàng óng tỏa ra, hoàng kim long thể. Cơ giáp màu tím bởi vì tình huống ở phía sau quấy nhiễu, lên cơ giáp bị hắn tóm gọn. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, hai tay lúc này phát lực, mượn hoàng kim long thể phụ trợ. Sức mạnh của hắn đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố, đột nhiên dùng sức vùng một cái, dĩ nhiên lại đem hồn đạo cơ giáp kia hất tung lên, lém thẳng xuống mặt đất. Và lúc này, cơ giáp màu tím liền bày ra phong thái cơ giáp cao cấp của nó, sau lưng đột nhiên triển khai ra hàng loạt cánh quạt máy, đồng thời một tầng vòng tròn bảo vệ màu tím bắn ra. Ở trong nháy mắt đem thân hình sắp tới xuống đất của nó kéo lên. Cùng với lúc đó, một tầng điện quang chói mắt đột nhiên bộc phát ra, hướng về Đường Vũ Lân đánh tới. Đường Vũ Lân phản ứng cũng nhanh vô cùng, một cây hoàng sắc lam ngân thảo xuất hiện ở bên dưới của người, đem thân thể quán bắn lên, tránh khỏi công kích sấm sét kia.